Dạ em xin chào mọi người. Em xin lần là vấn hồi hôm nay là trường tâm vô mai tại trường nó quá cô là quá cô quá luôn. Dạ đầu tiên em cũng đi kiếm cô là Chúa. Dạ. Rồi xong em đi kiếm tặng rồi. Nói tiếng trong là con kẹt dạ. Cái đơn trong là nó quá cô, là nó quá tàn, là công giáo đó, là em đi kiếm Chúa và là người Chúa, là người công giáo. Rồi kiếm ba bốn chỗ nhưng hỏi vắng. Ok, rồi thì sẽ nó bật ai có là cái tâm và gặp việc đâu con tiêu đó là biết mẹ đẻ của trời đại cứ tiếp tục. Là nó quá nhiều chỗ, quá rất là nhiều, là nó đâu quá chỗ tính mùa trước đi đó. Dành cái thật tục là than, nên thật đâu là lặng chứng bệnh. Và khi em kiếm Chúa và toàn là người ta đã đến với người Chúa, người công giáo và không thấy nó giống như mình điều mình muốn mong muốn. Và nhưng mà trong cơ thể đang có một cái căn bệnh. Lạ hôn phải u. Dạ. Lạ hôn bụng phải u, thành như là lạ hôn. Và có cái khối u trong gan nó đã 6-7 năm rồi. Rồi nó chịu bệnh, nhâm chù nó nó xuống ăn. Cứ uống thuốc và bác sĩ uống thuốc bác sĩ và đi siêu âm. Bác sĩ về chù, tăng là chù giảm đau, nó chù như nó bị tiêu. Tiêu phải u đây toàn não không, chù là tiêu phải u nhâm bốc tay tiêu á. Đây cứ uống vào thì mình nói bác sĩ nói tiêu nhưng mà càng uống càng thấy nó hay đau gan. Rồi u tháng dây lại nó bạch trong. Có một ngày em đi tôi đi xuống Phú Quý. Cột anh ấn. Và tôi gặp được chị Vinh. Thì Vinh thu chân thì hôm nay lại vàng đưa thằng cô rồi tôm cà rỡ. Chị Vinh nói là chị cần nói là tôi đi tôi sẽ dẫn chị đi đến nhà của cô là Chúa đó. Nhưng mà chị không nói không nói rõ. Rồi ba ngày sau chị Vinh dẫn đi xuống một cái điểm đó là cổ hồn cách đây khoảng 30 cây số và chị thầm với đó là một cái đó là một tin lành, đó là nhà của Chúa nhà này. Rồi mưa cắt quạt làm tay tất cả mau chịu ăn đừng là bắt phơi quá lùi tất cả đi. Rồi cho mẹ thời gian cũng quạt là mẹ nam nhắc mẹ ô giảm tính bệnh của mẹ. Thì nơi đấy rồi mẹ mưa tay là bình thường của và con. Trong 2 tháng thì đi đến cầu nguyện và cái người con của chị nói tại sao mình phải đi theo Chúa, theo đạo. Chị nói là để mình cầu nguyện để được làm bệnh. Chị nói là để em cho mẹ có thời gian 2 tháng để mình đi đi cầu nguyện với Chúa như thế nào. Rồi cuối cùng anh bạn siêu ăn và bệnh viện. Ta lại bệnh viện anh là siêu ăn không được là tánh thao siêu ăn bác sĩ đơn đấy chân ký ô mổ phí thô năm mổ chết quà phố và đi siêu âm thì tại bệnh viện đợt trước thì siêu ăn đợt sau thì siêu âm và bác sĩ thấy là ôn sao mà mổ xong còn dư cái này sao mổ hết luôn đi tánh thương đông bác sĩ là ôn bác sĩ để đi là chỉ tôi mưa thăng cô và chỉ thờ phụng cô chung chu đi xu. Em chỉ biết là cầu nguyện với Chúa Giêsu và em thờ phụng Chúa. Là nhờ cô Chúa Giêsu chữa bệnh lành tai nạn nên tạm nuôi che yên đi nhé. Cô lại ta là bớt cái đi là quá ơn, quá ơn cô quá. Chúa là Chúa chữa lành bệnh cho em và em nhờ chạy vào Chúa thôi. Nha là cô hiện tại giờ đi cô còn đang chữa lành tai nạn. Và hiện tại Chúa đang chữa lành cho bệnh cho em. Không biết sao. Bạn là thu tinh bay thu thời gian ôm chú ông mà lan chẳng biết có biết không. Em khi em nằm mơ em thấy một chim bao là có một cái người mặc áo màu lam và chắc là lòm gian cây lòm đã được chăm hơn lòm bay tàn bài cháu tóc là thơm đấy cứ tỉnh ta cứ cười về và có một em nghe được là nói là con cứ sống tươi trẻ, cứ vui vẻ, cứ bình an. Có lẽ cá mặt thì lại giật mình một bốc kia ớt. Rồi sáng sớm tôi ngủ dậy. Anh lại là hình như chắc nhận đi là mơ nặng hay là dâu lây với bạn đã khô.
và tôi không biết đó là ai, và tôi nghĩ đó là ba chăng ta tôi hiện hồn về. Nhưng mà người Chăm lớn lên Đức Chăm là phân chú Âu Lan, Đức Chăm của chú Âu Lan không? Người Chăm thì không mặc áo đâu. Mong chơi là lại vậy là qua cái cô rất lù, đang giờ nay dân cô ta đang chủ tình làm cái bạn hiện tại cô ta có khỏi ô nha. Và Chúa đã làm bay mấy biến mất đi hai cái chú ô đó. Thậm chí bác sĩ hỏi là bữa nào mày nói về Chúa mày cho con nghe, nó thấy lạ lạ và linh thiêng quá anh. Thì bây giờ lại còn một cái nữa, và xin Chúa sẽ tiếp tục chữa lành cái bệnh khối u đó, không cần dùng dao kéo hay là uống thuốc điều trị. Nhưng lại rất là cảm ơn cô lù, cô chữa bệnh lành là cô lại cái bảo cô phép lạ, lại cái bảo cô chữa bệnh lành yên an lắm. Rất là Chúa làm phép lạ và Chúa làm nhiều điều, và tôi tin là tin vào Chúa. Nhân hơi bờ lại tâm đặc lạc thăng đô phụ thủ phụng vô năng thăng hàn. Người nào mà biểu tôi bỏ đạo Chúa hay là bỏ Chúa thì tôi thả tôi chịu chết, tôi không bỏ Chúa. Không thả là kiếm tay cái là cái thờ phụng vô hàng ngày hàng để thờ phụng Chúa hàng ngày hàng ngày Chúa thả lương hàng ở quý cao vô tích anh em. Amen. Cảm tạ Chúa thì chị Thăng thì hiện tại thì cảm tạ Chúa thì con của chị có một con của chị thì dẫu khó khăn nhưng mà chị còn nhờ cậy vào Chúa, chị tin cậy vào Chúa. Có chị có một hai đứa con gái là sinh đôi, tên là một đứa là tên Phượng, một đứa tên Phương. Phượng khi mà phép lạ của Chúa là khi Phượng nó đẻ, hồi nãy chị làm bên làm chứng mà chị Thành lại là đẻ, thì đẻ ở bên vườn cục bên Lê Phước. Thì đẻ cái cổ tử cung nào mở ra nhiều rồi nhưng mà đẻ không được và phải lắng lại cuối cùng, và đẻ lúc 11 giờ đêm thôi hết, 3 giờ sáng. Và khi đẻ ra đứa bé đã biến ngắt, đã biến ngắt rồi. Và chị Thầm cứ ngồi giờ sau chị Thầm cầu nguyện vì nước ối nó xấu lắm, nhưng mà qua cái lời cầu nguyện của anh em ở đây thì cứ làm rất lạ là đứa bé nó bắt đầu nó không hồng lại. Đó là một phép lạ và Chúa đang nuôi dưỡng, đang chu cấp cho, và khi nào đặt cái tên đấy là Chi Chi. Còn có một đứa con gái dài Phượng nữa, hai đứa song sinh lận, một đứa tên Phương, Phương thì mới đẻ, còn Phượng á là mẹ của bé nè. Tôi qua nhà chị Thầm á thì thấy bé nó ho, tôi nói chị Thầm là con chị Thầm nó có dấu hiệu bị lao rồi, tôi nghi lao lắm, nên chị Thầm dặn đi khám đi, và tôi đã quyết định dặn đi khám. Và bác sĩ thì chưa có sự bán mà bé này có phải có vấn đề triệu chứng. Và khi chụp hình làm nhạc biển, bé đã điện về để chăm sóc cho con. Tôi nói không, bây giờ con phải ở lại, cháu phải ở lại để điều trị, lỡ đâu con bị lao ra cả gia đình sao, cháu ở đây điều trị đi. Bé mang đi không có một đồng, tôi phải trả, con không có một đồng gì hết, không có tiền đi nhạc biển, điện tỉnh nữa. Đó là cứ nhờ cậy vào Chúa. Rồi khi bác sĩ chụp hình, bác sĩ có quý vị có thấy điều gì không? Hai cái lát của bé đó, nó trắng trắng ghê. Bác sĩ nói bé này cực kỳ nặng. Và qua đến cùng bây giờ không tin vui, bác sĩ nói là bé phổ của bé từ 60% bây giờ nó còn 30%. Chị đánh thuốc kháng sinh và điều trị. Rồi tôi hỏi bác sĩ, nói bác sĩ ơi, cái bệnh này có cần thiết phải vui Sài Gòn không? Và điều trị trước điện tài đao, bác sĩ nói tôi sẽ trong vòng tuần tôi sẽ làm mất luôn, ở đây điều trị được. Tôi cái đầu cầu nguyện, tôi thắp cảm tạ Chúa, hallelujah. Đó là cái phép lạ của Chúa đang làm phép lạ cho nhà chị Thầm. Cảm tạ Chúa. Xin những người nào đến với Chúa đều có nhận được phép lạ đó, với ai tin cậy Chúa hết lòng, tôi tin chắc là Chúa sẽ làm những phép lạ. Và quý vị sẽ tiếp tục cái chương trình mà Chúa đến, Chúa chết đi sống lại và Chúa phục sinh lại. Quý vị sẽ thấy được mình là một con người tội nhân đến Chúa, và mình cần được Chúa độ tràn đầy, Chúa tha thứ. Trong đó Chúa mang những cái gánh nặng khổ đau bệnh tật cho quý vị sự bất an. Cảm tạ Chúa qua bài là làm chứng của hai con gái Chúa ở đây. Tôi tin chắc rằng năm sau nữa thầy sẽ nghe tới 1.000 bài đứng ở đây này. Amen. Xin Chúa ở cùng với quý vị. Dạ. Tiếp tục chương trình ạ.